Cà ri gà gồm có khoai tây, cà rốt, cánh gà, bột cà ri, nước. Ủa, đọc cái gì mà lâu, bún, hành tây. Rồi, tiếp theo lần thứ hai. Cà ri gà gồm có khoai tây, cà rốt, cánh gà, bột cà ri, nước dừa lon, bún, hành tây. Cà ri gà gồm có khoai tây, cà rốt, cánh gà, bột cà ri, nước dừa lon, bún, hành tây. Rồi, xong. Bột năng. Bột năng. Bột năng. Món gì? Món gì? Món gì? Không biết bột. Món gì luôn. Nước mắm. Quả trứng. Nước mắm. Nước món. Nước mắm. Tiếp đi, tiếp, tiếp, tiếp đi. Trứng. Trứng. Quả trứng. 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 Quả trứng. Cái gì nấu được lấy hết ra. Trứng với nước mắm. Anh lấy hết ra. Trứng chiên à? Hủ tiếu sườn heo. Được. Hủ tiếu sườn heo. Hột. Hủ tiếu. Hủ tiêu. Hủ tiếu. Hủ. 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 À! Hủ tiếu. Mà qua chỉ là món gì? Hủ tiêu. Nãy giờ là không là món gì hết đấy. Tí thì mày nấu nữa, em hiểu không? Giờ không có món gì cả. Kính thưa quý vị và các bạn, Quang Trung cảm thấy hiện tại rất bất lực và cảm thấy không có thể nào giải quyết được vấn đề này, cũng không biết cái cách nào để có thể thực hiện được món ăn này cho nó trọn vẹn. Omachi. Hy vọng là cầu vồng sẽ may mắn. Omachi. Đội mình có lòng tốt, tốt bụng. Một lần cuối cùng tập trung. Đọc rõ giùm em. Tập trung, em tập trung á. Rồi. Chị đọc từng chữ luôn nha. Món cà ri gà. Gà chiên cá. Trời má ơi. Cà tập trung ri vào món đó. Gà gồm có khoai tây, cà rốt, cánh gà, bột cà ri, nước dừa lon, bún, hành tây. Khoai tây, bột xả. Không tập trung biết cái món đầu tiên mà cứ đọc khoai tây, nghe cái gì. Khoai không? Tây, bột xả. Bột chả. Khoai tây. Khoai tây bột chả. Anh Hoàng mà còn gì nữa? Gì nữa? Chả chả. Bột xả. Bột xả. Lấy gà 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 gà. Gà. Lấy thêm đi, lấy thêm đi. Gà miếng gà, miếng gà. Miếng gà chứ không phải trái cà. Gà. Gà. Gà đó. Có rồi, có rồi. Nước mắm, nước mắm, nước mắm, nước mắm. Hết giờ, hết giờ, hết. Rồi, bây giờ mình nấu đi. 1, 2, 3, 4, 5. Có 5 nguyên liệu được lấy thôi. Trên 7 nguyên liệu cần phải có. Không biết là chúng ta sẽ nấu như thế nào ạ? Lần đầu tiên trong chương trình mình ăn trưa nhé. Mà chúng tôi khi chơi xong, chúng tôi không biết là phải nấu món gì cả. Bây giờ nguyên liệu chúng tôi chỉ có gà, hành tây, cà rốt và xả. Thì theo những nguyên liệu này thì chúng tôi không biết là nấu ra được món gì. Em gọt nha. Đặc sắc hay không, cứ nấu đại đó. Bây giờ đơn giản mà chỉ cần làm gà chiên thôi. Nhìn nhộn nhịp quá, không biết có ra trò trống gì không. Tới mình bây giờ nè, chứ đó mà cười bạn. Từ từ, từ từ, từ từ, để cho sau. Không có ướp gì hết trơn, chiên đại vậy em. Cà rốt là cạo thôi em, cà rốt là cạo thôi chứ không có gọt, gọt là hết. Hết rồi, hết rồi. Cả nhà ơi, ổn không? Ổn không? Ổn. Bây giờ không ổn thì phải ổn. Rồi, cố lên. Ôi, cổ vui lắm. Cố lên, cố lên. Có thấy là đội bạn của chúng ta hết sức là mọi cách có tinh thần đồng đội rất là cao. Sao mà lại tôi? Ra sau xả. Đúng rồi. À, phát hiện ra là quá nhiều dầu cho nên quyết định đổ bớt. Yeah. Sau đó là đổ hết đồ ăn vô xào chung lại. Rồi nó bỏ cả tấn muối rồi. Hy vọng mọi thứ sổ. Lấy tay ra nước không ạ? Đúng rồi em ạ. Chờ nó chín rồi. Tức là các bạn ấy vừa thực hiện món ăn nè, vừa sơ chế được thêm một loại thực phẩm nào thì bỏ vào sau đó luôn. Không còn biết là nó sẽ thích cái gì thì bỏ vô. Chưa kịp chín đã thích cái gì bỏ vô thôi đó. Thuận tay gì thì móc gõ vô. Thuận tay thì bỏ vô thôi. Cà rốt sau khi mà chiên qua rất là nhiều loại dầu rồi thì nó bắt đầu nó mềm nhục ra, các bạn bỏ thêm cà rốt mới vào. Chị nghe mùi bọt ngọt ngọt khác rồi đó. Đúng rồi. Đừng cho mớ lên đó. Được rồi. Được rồi, tắt đi. Rồi, 5 giây cuối cùng nha.
hết giờ. Sau màn vào bếp hết sức chuyên nghiệp của đội cầu vồng thì chúng ta cũng có được một món ăn thành phẩm đàng hoàng. Mình không làm đúng món nhưng mà mình cũng có được những nguyên liệu sau đây là khoai tây, cà rốt, cánh gà và hành tây nè. Mình thiếu bột cà ri, nước dừa lon và bún để làm món cà ri gà. Rồi, bây giờ đội mình nãy giờ ngồi cũng khá là quan sát bạn kỹ rồi. Bây giờ tới lượt đội mình sẽ cùng nhau vào bếp nha. Xin mời. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đẹp vào bếp nha, xin mời. Canh riêu cua đồng gồm có cua đồng xay, rau mồng tơi, mướp, tép xong, ớt hiểm, hành lá, ngò ri. Canh riêu cua đồng gồm có cua đồng xay, rau mồng tơi, mướp, tép sống, ớt hiểm, hành lá, ngò ri. Canh riêu cua đồng có cua đồng xay, rau mồng tơi, mướp, tép sống, tép sông, ớt hiểm, hành lá, ngò rí. Canh cua đồng. Canh cua đồng. Canh chua đồng. Ok. Cua. Cua. Mồng tơi. Mồng tơi. Mướp. Mướp. Ớt, hành lá. Vậy ai biết đâu. Cua. Cua. Mồng tơi. Món gì? Món gì? Món gì? Canh, canh chua đồng. Canh cua đồng. Mồng tơi. Cua. Mồng. Hành lá. Hành lá. Đấy không ạ? Ớt. Tiêu, tiêu nữa, tiêu nữa. Tiêu, tiêu. Ê anh, canh cua đồng, mướp, mồng tơi, cua, bột cua, bột cua. Bột cua. Bún tươi Nguyễn Bính, bún tươi Nguyễn Bính. Ôi, bê phía xưa, đăng ở đây. Bún tươi, bún tươi á, bún, bún tươi. Rồi vô nấu. Theo quan sát của mình thì sao ạ? À? Thấy đội bạn thế nào ạ? À? Đội bạn rất chi là chuyên nghiệp. Đang từ khâu mua đồ đến khâu nấu ăn. Hy vọng là mua đủ đồ thì sẽ nấu đủ đồ luôn nha. Vâng. Chuyên nghiệp lên. Chuyên nghiệp. Chắc hả? Đúng rồi, đúng rồi. Ê nó nghe là cho mình giả bộ kìa vậy thôi chứ mình cũng không có chuyên nghiệp lắm đâu nha. Ôi, đeo bao tay vô, đeo bao tay vô, đeo bao tay vô, đeo bao tay vô, đeo bao tay vô. Đeo bao tay vô nha. Đeo vô. Đeo vô. Đồ này mất vệ sinh quá à. Giới thiệu các bạn, đây là ớt. Đó, bây giờ chúng ta sẽ là mình chỉ hướng dẫn cái cách cắt ớt. Cắt ớt sao cho nó hiệu quả, mình cầm một con dao nè, đó bắt đầu mình cắt nè. Anh ơi, hết giờ. Anh đâu có nấu đâu, anh không có nấu. À. Anh phụ à. Đội mình có vẻ im lặng làm quá ha. Cua đâu? Cua sống nữa, có cua sống thôi mà. Có nem không? Có nem. Đợi nó sôi đã, đợi nó sôi lên nó chín, đúng rồi. Đây là mẹ. Mình còn 10 giây nha. Hết giờ. Vậy là đã hoàn thành xong một cái tô canh riêu cua theo như đội bạn của mình nấu rất là ngon. Cái món chính xác mà chương trình đưa ra đó chính là canh riêu cua đồng. Canh cua đồng gồm có những nguyên liệu sau đây: cua đồng xay nè, rau mồng tơi, mướp, tép xong, ớt hiểm, hành lá và ngò rí. Thì mình không tìm được tép xong và hành lá. Mình chỉ có 5 nguyên liệu còn lại thôi, như vậy cũng quá nhiều và đủ làm canh cua rồi. Như vậy, điểm số 2 điểm cho vòng này thuộc về đội đẹp. Và tổng tỷ số hiện tại lên đến 4-1 nghiêng về đội đẹp. Và bây giờ đội đẹp cùng Quang Trung sẽ bước vào một bữa tiệc do anh Võ Hoàng Nhân, đầu bếp chính của chương trình chúng ta, đầu bếp 5 sao, làm những món ăn hết sức là tuyệt vời. Chúng ta cùng nhau nhập tiệc.